Chào quý vị anh chị của chú quay trở lại với kênh Việt Phú nhé. Này thì tiếp tục em review đến quý vị anh chị một mẫu đồng hồ khác. Đây là một cái mẫu đồng hồ Seiko quân đội, là nguyên bọc, giờ em mới tháo quý vị nhé. Kim chưa quay luôn, chưa chưa tác động đến luôn, giờ em mới tháo ra. Khui hộp à, đây cái khui hộp thì em có cái hướng dẫn sử dụng mà, giấy tờ đi kèm của cái sản phẩm này, phiếu bảo hành này, đây là của Seiko đi kèm. Đấy. Bảo hành dẫn sử dụng tiếng Nhật hết nha quý vị nhé. Cái sản phẩm này thì là sản phẩm Japan Movement, sản xuất thì theo công nghệ Nhật Bản, nhưng tuy nhiên không phải sản xuất tại Nhật Bản nha quý vị. Nên tháo cái bọc của nó ra. Đây là một sản phẩm đồng hồ Seiko quân đội màu xanh, xanh gọi là xanh mấy, xanh xanh tám nhỉ, xanh. Đây là cái của Seiko quay bằng quay du. Cái này thì có nhiều sản phẩm xanh lục, xanh xanh này, xanh xanh thẫm này, rồi màu pink gold. Đấy, đây là mã sản phẩm SNK807K2. Cái này thì water resistant là 30 m, là nghĩa là trọng nước 30 m. Đấy, mặt là kính thì là mặt kính thường thôi. Ở góc 3 giờ thì có ngày tháng, 4 giờ thì có núm chỉnh giờ giấc. Và các cái giờ phút giây trên này thì có nếu có phản quang vào ban đêm nhìn nó sẽ phản quang màu xanh. Rất là đẹp. Em giờ mới cho hoạt động nha quý vị. Còn cái mấy hôm nay khách người ta giao điện nhưng mà em cũng chưa. Đấy, giờ em mới vặn nó bắt đầu hoạt động quý vị. Đấy. Hàng nguyên siêu luôn quý vị nhé. Thì quay của nó dưới góc này thì quay này có logo Seiko này, ở mặt sau thì là lộ máy nha quý vị nhé. Đây là một phần lộ máy, phía sau này thì có ghi là của Seiko Time Corporation, rồi Chantuan Tewel Water Resistant Seiko Stainless Steel. Đấy thì cái này thì Japan Movement và Assembly thì lắp ráp tại China nha quý vị nhé. Cái này thì một chục loại size bé dành cho những anh chị có cổ tay bé một chút, tầm 15 đến 15,5 gì đó thì có thể đeo được. Cái này là 37 mm như vậy nhé, 37,5 mm gì đó, mặt điêu, và cái bề dày nó là tầm 11 mm, 10 mm như vậy, 10,5 mm. Quay quay dù có mấy bạn, cái này là quay nhỏ, mặt tay nhỏ thì như tay của em thì có thể tay đeo cái sản phẩm này là hợp lý. 37 đến 39 mm thì là hợp lý, còn to hơn như cái sản phẩm Kentech này thì nó hơi bị to một chút, 45 mm nên cái này to, Made in Japan, anh cho thị trường Nhật Bản luôn. Đấy, thì cái sản phẩm quân đội này thì Seiko 5 này, Seiko 5 nó có mấy màu, màu xanh quân đội, màu xanh lục, xanh này, xanh chậm này. Thì cái giá một cổ bản Made in Japan ấy, thì nó cao hơn, nó tầm trên 4 triệu về Việt Nam. Tuy nhiên thì cái mã mà Japan mua mình đấy, lắp ráp tại Trung Quốc ấy, ở các nước một nước thứ ba nữa ấy, thì nó sẽ về Việt Nam chưa đầy 3 triệu, 2 triệu 7, 2 triệu 8 thì nó thôi. Tùy vào từng màu nha quý vị nhé. Đấy. Thì nếu quý vị anh chị có chủ có hay có anh chị có chủ có nhu cầu nên quan tâm đến cái sản phẩm Seiko quân đội quay dù này thì bên em có đăng nhiều trên các trang fanpage Facebook cũng như là trên Zalo, trên YouTube, thì mời anh chị cô chú có thể quan tâm ghé vào chọn nhiều mẫu đồng hồ khác đẹp hơn và giá đắt hơn hay là rẻ hơn hay là tùy theo cái sở thích của mỗi người. Thì em rất là nhiều mẫu, quý vị anh chị có thể tha hồ chọn thêm cho mình. Đấy thì đây là cái sản phẩm đầu tiên trong video ngày hôm nay, SNK807K2 Japan Movement Seiko 5 quân đội. Đấy thì tạm thời vào đây, tiếp theo review sang quý vị anh chị cô chú một mẫu đồng hồ Seiko khác. Đây là mẫu đồng hồ cũng là một sản phẩm dành cho những người có cổ tay không được to lắm, tầm 15,5 gì đó thì ok. Đây là mã sản phẩm là Seiko SN
L45J1 dành cho thị trường Nhật Bản nữa vậy. Mấy cái game mà SN gì gì đấy, dây dây bao nhiêu đấy, hoặc là SNK bao nhiêu đấy, thì K là bản quốc tế dành cho thị trường khác. Còn dây này thì đây, ở Việt Nam đọc là gì? Chữ này chữ ri ri cứ cài SNKL45J1, thì cái này nó là dành cho thị trường Nhật Bản. Máy của nó là máy 7S26 và automatic và tự động và water resistant, chống nước thì 50 m. Đây nó ghi chống nước bao nhiêu mét, đây em sẽ kiểm tra lại một chút. Ở trong này thì không thấy ghi là cụ thể là bao nhiêu. Đây em có đăng thông tin này tụ trên trang web, trên trang Facebook với Phú nha quý vị nhé. Phía sau thì là lộ ở máy nha quý vị, đây máy cơ automatic lộ máy phía sau này. Trên phía sau này có ghi Made in Japan. Đấy, Made in Japan Water Resistant và Stainless Steel, cũng như là cái mã máy của sản phẩm. Thì sản phẩm này có mặt màu đen, rất đẹp. Ở trên này thì dưới phía góc 6 giờ thì có ghi Automatic 21 giờ wheel. Thì trên nóc 12 giờ có logo Seiko 5. 3 giờ thì có thứ và có ngày. Đấy, mặt dio sản phẩm này thì rơi vào tầm 39 37 mm, 37 đến 39 mm thì đó, rồi 37 mm này quý vị. Đấy, dày nó là 8 mm đối với sổ này. 10 quý vị, dày 10 mm. Thì phần này nó làm lồi lên phía sau này. Đấy. Thì quai thì vẫn là quai thép không gỉ nhưng có ghi stainless steel, và cái phía sau là logo Seiko Japan. Seiko Japan luôn nha quý vị nhé. Đấy, Seiko 5 Made in Japan. Đấy thì các sản phẩm này cũng là một sản phẩm không có sale ở thời điểm hiện tại. Giá của các sản phẩm này thì về Việt Nam không hề rẻ, không hề đắt một tí nào. Sản phẩm về Việt Nam 2.800.000 đồng là có sở hữu được một cái sản phẩm Seiko 5 Made in Japan, máy cơ automatic chống nước 50 m, thì rất là đẹp, mặt màu đen, lộ tim rất đẹp, lộ máy rất đẹp luôn nha quý vị. Đấy thì hôm nay thì em đã giới thiệu đến quý vị hai cái sản phẩm đồng hồ Seiko giá rẻ, một cái là Seiko bằng quai dù quân đội, một cái là cái Seiko SNKL 45J1. Đấy. Và bên này là SNK 807K2. Hai sản phẩm này đều có giá tầm rơi dao động ở một bên là 2 triệu 8 gì đó ở Việt Nam. Đấy, thì tùy vào màu, bên này thì có giá dao động hơn, còn bên này thì giá như là cố định. Thì mời anh chị cô chú có nhu cầu thì tham khảo tại trang Facebook của Vết Phú JP cũng như Zalo Vết Phú. Thì hiện tại Zalo của em có bổ sung thêm một số điện thoại Zalo đầu số Việt Nam 0977 262 782. Đấy là cái số điện thoại chính chủ của em đã dùng từ năm 2007 đến giờ 15 năm rồi. Đấy thì quý vị có thể kết bạn qua số điện thoại Nhật Bản, nếu không được thì quý vị có thể kết bạn qua số điện thoại Zalo Việt Nam cho tiện quá trình liên lạc nó dễ, vì nhiều anh chị của chú Việt Nam không dùng Facebook, chỉ dùng Zalo thôi. Đấy. Thì em cũng xin chân thành cảm ơn quý vị anh chị của chú đã theo dõi ủng hộ kênh Viết Phú cũng như ủng hộ các sản phẩm bên Viết Phú. Cũng chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại trong các cái video sắp tới. Ngoài ra thì cũng có các sản phẩm khác như là cái giày Adidas, rồi các sản phẩm thuốc, sản phẩm chức năng, laptop, điện thoại. Thì, à đây có một cái micro BMB, đây này thì em mua cho sếp Kiên Thái Bình mà em chưa gửi được, thì nay mới đóng hàng, đóng luôn thể NK 533. Mỗi sản phẩm mic như này thì về Việt Nam tầm 450.000 thôi quý vị. Hàng đã check, xuất âm âm xuất master, nghĩa là đã check là hát âm xuất ok. Đấy thì, các sản phẩm thực phẩm chức năng khác như bôi cái này, ví dụ mình đeo khẩu trang thì cái hơi nó phà lên cái kính, mình dùng cái này mình đi thì nó sẽ đỡ đỡ cái vị ở đấy, anh người ta cũng đặt nhiều.
Thì em chân thành cảm ơn quý vị, chị, cô chú theo dõi video và hẹn gặp lại trong video lần sau.